Bé gái này đang ăn cơm trưa ở trường. Bạn học đi đến, chưa được sự đồng ý của cô bé, đã cầm hộp sữa của cô bé lên uống. Cô bé tỏ ra bình tĩnh, sau đó xoay người đổ sữa vào cơm của bạn học. Cậu đang làm gì thế? Không phải cậu thích uống hay sao? Cho cậu uống đủ này. Và hậu quả của hành động này chính là thông báo cho phụ huynh. Sau ra trở về nhà và nghĩ mình chắc chắn sẽ bị trách mắng, nhưng cô Un lại không làm vậy với con, bởi cô biết con gái mình có thói quen ăn ở sạch sẽ, không muốn chia sẻ đồ ăn với người khác. Cô chỉ dịu dàng bảo ban cô con gái nhỏ: sau này con còn có cuộc sống của riêng mình. Cô bé lại đột nhiên nổi giận với mẹ: không có mẹ, con cũng có thể sống được. Con gái ương bướng khiến cô tức đến hai mắt đỏ hoe. Con có biết sống một thân một mình có nghĩa là gì không? Sao con lại không biết chứ? Con sẽ một mình làm bài tập, một mình ăn cơm, một mình chờ đợi mẹ, một mình đi ngủ. Con vẫn luôn chỉ có một mình. Con sao lại không thể sống một mình chứ? Cô Un liền ngây người. Nỗi giận của cô đã biến thành tự trách. Đó là vì mẹ luôn rất bận mà. Vậy mẹ cứ tiếp tục bận đi. Không cần mẹ lo lắng. So với mẹ, mợ còn đối tốt với con hơn nhiều. Vậy thì con hãy qua sống với mợ đi. Sau khi buông lời tàn nhẫn, cô liền trốn vào phòng. Cách cánh cửa phòng, Cô Un chỉ biết ôm ngực tự trách. Mình nên đối tốt với con gái hơn nữa. Cô là một nhà thiết kế váy cưới, cũng là một bà mẹ đơn thân. Công việc của cô thực sự rất bận. Bận đến nỗi quên cả đi đón con gái tan học. Bận đến nỗi một ngày ba bữa đều chỉ có thể dẫn con gái đến nhà cậu ăn. Nhưng cô không phải không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Thực ra cô cũng có nỗi khổ riêng. Không lâu trước, lúc đang ăn cơm nhà cậu, cô đột nhiên toát mồ hôi hột, sau đó ngất ra đất. Đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện là ung thư dạ dày. Người nhà đều hoảng hốt, không thốt lên lời. Chỉ riêng Cô Un là nở nụ cười đầy bất lực. Bởi cô đã sớm biết rằng mình bị bệnh rồi. Không lâu nữa cô sẽ phải rời khỏi nhân thế. Cô hối hận vì từ trước đến giờ chưa từng chăm sóc tốt cho con gái. Hiện giờ cô chỉ có thể dốc hết sức bồi thường cho con bé. Cho nên lúc tạm biệt con gái, cô bắt đầu muốn con thơ mình. Kiếm được tiền đều sẽ dẫn con gái đi ăn ngon, mua đồ chơi điện tử cho con bé. Chính vì một câu nói của con gái: chiếc TV này nhỏ quá, không hợp để chơi game, cô liền dứt khoát đổi sang một cái màn hình lớn nhất. Cô cùng tắm rửa cho con gái, buổi tối còn lén vào phòng cùng ngủ với con gái. Có một lần, con gái muốn đi ngoại ô chơi, nhưng trời lại đổ mưa lớn. Cô không nói hai lời liền dẫn con ra biển chơi và cùng con đạp xe trên bãi biển và ăn món kim bắp do mình tự tay chuẩn bị. Nhưng những chuyện này còn chưa đủ. Cô Un còn để lại cho con gái món quà đáng trân quý nhất, đó chính là một bộ váy cưới do cô tỉ mỉ thiết kế. Lúc trước vì công việc bận rộn mà hiện giờ được cùng con gái trưởng thành đã là một ước mơ xa xỉ đối với cô. Thế nhưng con gái lại không hiểu được nỗi khổ của mẹ. Bởi vì bị lơ là đã quá lâu, so ra đã sớm quen với việc tự lập, một mình về nhà, một mình ăn cơm, khiến cô bé cho rằng không cần có mẹ ở bên. Một mình cô bé cũng có thể ứng phó được, thế nhưng một cô bé chỉ mới 6 tuổi, sao có thể thực sự hiểu được chứ? Không có mẹ rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Suy cho cùng vẫn là lỗi sai của mình. Sau khi bình tĩnh lại, Cô Un đã lau khô nước mắt, muốn ra ngoài xin lỗi con gái, nhưng con gái lại cướp lời của cô. Mẹ ơi, con xin lỗi, con sẽ dành nhiều thời gian cho mẹ trước khi mẹ già đi. Cô bé bước ra khỏi phòng, nghe thấy tiếng buồn nôn truyền đến. Là mẹ ở bên trong đó, cô bé liền cầm lược chải đầu và nói: con phải đi học rồi ạ. Còn cố ý nhẹ nhàng dặn dò mẹ: mẹ ơi, đừng ăn nhiều quá nhé. Nhưng vừa xoay người, cô bé lại cúi gằm mặt xuống, nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô bé sợ mẹ mình nghe thấy, chỉ có thể nhỏ tiếng khóc. Với một đứa trẻ 6 tuổi, khóc lóc là chuyện quá đỗi bình thường, mà không bao giờ giống với cô bé so ra trong phim. Rốt cuộc là nguyên nhân gì đã khiến một cô bé 6 tuổi phải học cách nhẫn nhịn? So ra gần đây đã phát hiện mẹ mình luôn dành thời gian bên mình. Mẹ dường như đã thay đổi, trở nên thân thiết với cô bé hơn. Lúc trước một ngày ba bữa đều phải qua nhà cậu ăn, hôm nay mẹ đột nhiên lại tự mình gói kim bạp cho cô bé. Bình thường công việc bận rộn đến nỗi quên đón cô bé tan học, mà hôm nay lại nhớ đến sinh nhật của cô bé. Còn tổ chức một buổi tiệc sinh nhật hoành tráng cho cô bé, ngay đến mua một chiếc xe đạp cho bé 4 tuổi. Mẹ cuối cùng cũng đồng ý dành thời gian dạy cô bé học đi xe đạp. So ra bắt đầu lo lắng, bắt đầu nổi giận với mẹ. Chiếc xe này to quá rồi, phải sử dụng nó đến lớp 4 chứ. Vậy thì đến năm lớp 4 lại học. Nhưng bất luận cô bé có nổi giận ra sao, Cô Un đều không tức giận, mà chỉ nói: mẹ biết rồi, mẹ biết rồi, mẹ đang đỡ cho con đây. So ra cuối cùng đã học được, nhưng mẹ lại mệt đến gục ra đất. Trạng thái không bình thường của mẹ, một cô bé thông minh như So ra sao có thể không nhận ra chứ? Một buổi sáng ngày nọ, mợ đã dẫn So ra về nhà. Cô bé đã hỏi mợ câu hỏi luôn nghi vấn trong lòng: mẹ của con bị bệnh rồi ạ. Mợ chỉ có thể trả lời rằng mẹ con sẽ tốt lên thôi. Thế nhưng So ra vừa nghe đã hiểu ra,
người lớn đang lừa cô bé. Thực ra chuyện gì cô bé cũng biết, bởi vì trong khoảng thời gian này sống cùng mẹ, mẹ luôn không ngừng nôn khan. Còn thường xuyên uống thuốc, thậm chí còn ngất đến phải vào bệnh viện. Sau ra cố nén nước mắt, hỏi lại mợ lần nữa. Mẹ con sắp chết rồi phải không ạ? Mợ đừng nói dối con nữa. Con có thể sẽ hận mợ đến hết đời đó. Sau ra cuối cùng đã biết được đáp án từ miệng của mợ. Chuyện cô bé phải đối mặt chính là mẹ đã mắc bệnh ung thư. Căn bệnh này thực sự quá nghiêm trọng. Cho dù là người trưởng thành, trong phút chốc cũng trở nên trống rỗng. Đau buồn khóc lớn là điều khó tránh. Vốn tưởng rằng Sao Gia sẽ chạy về nhà, cầu xin mẹ đừng rời khỏi cô bé. Dẫu sao cô bé cũng chỉ là một đứa bé 6 tuổi, nhưng Sao Gia lại không như vậy. Cô bé lại không gào khóc, mà chỉ lặng lẽ khóc thầm. Mẹ không nói bệnh tình cho mình biết. Thế nên Sao Gia cũng đã lựa chọn giấu kín bí mật của mẹ vào trong lòng. Cô bé trở nên hiểu chuyện hơn, hiểu chuyện đến nỗi khiến người khác đau lòng. Cô bé bắt đầu chủ động cùng mẹ tăng ca, cho dù có buồn ngủ cũng không muốn về nhà. Cô bé cố nén nước mắt vào lòng và nói với mẹ rằng: con không buồn ngủ một tẹo nào. Nếu như con nhắm mắt rồi, nhỡ đâu không thể nhìn thấy khuôn mặt mẹ thì sao? Có một ngày, Sao Gia đã mơ một giấc mơ. Trong mơ, cô bé và mẹ đang chơi đùa trên bãi biển, nhưng vừa quay đầu đã không nhìn thấy mẹ đâu nữa. Cô bé gấp gáp gọi mẹ, nhưng không một lời đáp. Sao Gia từ trong giấc mơ tỉnh lại, phát hiện mẹ vẫn đang ở phía sau mình. Cô bé cẩn thận dùng ngón tay kiểm tra hơi thở của mẹ. Cảm nhận được hơi thở của mẹ, cô bé mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước, Sao Gia ngang bướng luôn làm trái lại những chuyện mẹ đã dặn dò. Mẹ nói mưa rồi thì phải mang ô, cô bé lại không mang. Mẹ sắp xếp lớp học múa ba lê, cô bé cũng không muốn đi học. Mà hiện giờ cô bé đã thay đổi. Sao Gia biết, nguyện vọng của mẹ chính là có thể nhìn thấy mình biểu diễn ba lê trên sân khấu. Thế là Sao Gia đã tìm đến cô giáo, nhưng lại được cô giáo thông báo rằng em đã không bắt kịp với tiến độ của các bạn nữa rồi. Muốn được lên sân khấu biểu diễn, ít nhất phải đợi đến năm sau. Vào thời khắc này, rất nhiều người đều sẽ chọn thỏa hiệp, nhưng Sao Gia rất rõ, đó là nguyện vọng của mẹ mình. Nếu như phải đợi đến năm sau, sợ rằng mẹ có lẽ đã không còn trên đời này nữa rồi. Sao Gia đã tìm đến giáo viên dạy múa, bắt đầu chủ động xin được học tăng ca, không ngừng luyện tập. Sự nỗ lực của cô bé cuối cùng đã được đền đáp, cô bé có thể bắt kịp với tiến độ của các bạn học, cũng có thể giành được tư cách lên sân khấu biểu diễn. Thế nhưng, căn bệnh ung thư đã làm ảnh hưởng đến thần kinh thị giác của mẹ. Tầm nhìn mơ hồ khiến cô un không thể nhìn rõ sân khấu. Cho nên Sao Gia đã cố ý cài một đóa hoa nhỏ ở trước ngực. Như vậy mới có thể khiến mẹ nhận ra mình trong đám đông các bạn nhỏ. Sau khi biểu diễn kết thúc, Sao Gia nở nụ cười rạng rỡ chào khán giả, hoàn thành tâm nguyện của mẹ mình. Từ nhỏ đến lớn, chúng ta đều luôn coi là điều hiển nhiên, hưởng thụ tình yêu thương của mẹ. Cô bé Sao Gia trong bộ phim cũng giống với chúng ta khi còn nhỏ. Cô bé sẽ muốn chơi trò chơi điện tử, sẽ có mâu thuẫn với bạn học, sẽ có lúc ngang bướng, sẽ có lúc tranh cãi với mẹ. Nhưng đến thời khắc quan trọng, cô bé sẽ luôn dành tình yêu của mình cho mẹ. Nếu như có thể, hãy cố gắng yêu thương mẹ thật nhiều. Em họ dùng chiếc thìa đã dùng qua múc lại trong bát của Sao Gia. Cô bé cảm thấy bẩn nên đã bỏ đũa xuống không muốn ăn nữa. Bởi cô bé có thói quen sạch sẽ, người lớn đều vội vàng dỗ dành. Cô un liền kéo con gái đến một góc tường. Con cứ phải làm như vậy à? Ai có thể chịu nổi những chuyện này hả? Mẹ đấy ạ. Mẹ phải sống lâu hơn nữa, để chịu đựng tất cả những chuyện của con là được rồi mà. Xe đạp, máy chơi, game, những thứ này có tác dụng gì chứ? Không có mẹ thì những thứ này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Con không cần. Con chỉ cần mẹ mà thôi. Tại sao mẹ cứ luôn nói lời tạm biệt con hết? Xin mẹ đừng rời bỏ con mà. Giây phút này cô đã hiểu ra, thì ra con gái mình đã biết mình mắc bệnh ung thư. Chỉ có điều con gái cũng giống như cô, lựa chọn bảo vệ bí mật này. Bởi họ đều rất rõ, tận cùng của nỗi đau chính là ly biệt. Sao Gia biết, nguyện vọng cuối cùng của mẹ mình chính là hy vọng con gái có nhiều bạn bè, đừng cô lập một mình như vậy nữa. Lúc trước vì bệnh sạch sẽ, Sao Gia và người bạn tốt nhất đã cãi nhau. Hiện giờ cô bé muốn làm hòa với bạn học, nhưng bạn học lại không chịu chấp nhận. Thế là Sao Gia sau khi ngần ngại ít lâu đã cầm lấy hộp sữa trong tay mà bạn học đã uống qua. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là đồ ăn người khác đã đụng qua, cô bé tuyệt đối sẽ không ăn. Cho dù là đang ăn cơm nhà cậu, mợ cũng phải chuẩn bị cho cô bé một đĩa riêng. Càng đừng nói đến hộp sữa mà người khác đã uống qua. Nhưng Sao Gia sau khi do dự hồi lâu, vẫn nhẫn nhịn uống nó. Lúc này Sao Gia mới phát hiện, thì ra chia sẻ đồ ăn với người khác cũng không đến nỗi khó khăn đến vậy. Sau khi làm hòa, cô bé đã dẫn các bạn học đến phòng bệnh thăm mẹ. Lại là một đêm khuya, Sao Gia vẫn như cũ nằm trong lòng mẹ. Cơn buồn ngủ kéo tới, cô bé từ từ nhắm mắt lại.
Bên cạnh là chiếc máy thu âm nhỏ có lưu lại lời nhắn của cô bé dành cho mẹ. Mẹ khó chịu lắm phải không ạ? Nếu như người mắc bệnh là con thì tốt rồi. Mẹ à, mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất trên đời. Sáng hôm sau, mặt trời chiếu lên gương mặt nhỏ của Soja, cô bé cũng giống mọi ngày, khẽ thì thầm gọi mẹ. Thế nhưng lần này mẹ đã không trả lời cô bé nữa. Soja không hề khóc, cô bé từ từ rời giường, đắp lại chăn cho mẹ. Sau đó lại tới nước cho chậu hoa bên cạnh. Mẹ chỉ đang ngủ thôi mà. Mẹ mệt lắm rồi, lát nữa mẹ sẽ lại dậy thôi. Cô bé lặng lẽ đứng trước cửa phòng bệnh. Bác sĩ đến kiểm tra phòng, cô bé lại kiên quyết không cho họ vào. Mẹ cháu đang nghỉ ngơi. Đừng làm phiền mẹ cháu. Đừng ạ. Không được. Cho đến thời khắc này, cảm xúc kìm nén đã lâu của cô bé đã bạo phát. Một cô bé 6 tuổi cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn nổi nữa. Khóc rồi, nói rồi, Soja cuối cùng vẫn phải tự mình đối mặt với cuộc sống. Cuối câu chuyện lại là một ngày mưa tầm tã. Lúc trước Soja luôn cố tình không mang theo ô, đợi mẹ đến đón mình. Mà lần này, cô bé đã một mình cầm chiếc ô màu vàng nhỏ xinh, bước vào trong cơn mưa nặng hạt. Bởi cô bé biết rằng, tình yêu của mẹ vẫn luôn đồng hành cùng mình. Bộ phim này có tên là Wedding Dress, là một trong những bộ phim cảm động và được yêu thích nhất của Hàn Quốc. Câu chuyện rất đơn giản nhưng lại lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả. Rất nhiều người sau khi xem xong đều để lại bình luận về câu chuyện của mình và mẹ. Từng có một câu nói thế này, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn báo hiếu mà cha mẹ chẳng còn. Luôn có rất nhiều người cho rằng tương lai còn dài. Mà không biết rằng, thực ra đời người rất ngắn ngủi. Qua một ngày là bớt đi một ngày, gặp một lần là bớt đi một lần. Chúng ta mặc dù không thể nắm giữ sinh mệnh, nhưng chúng ta có thể tận dụng mỗi phút giây trong cuộc đời, trân trọng từng giây phút của tình thân, tình yêu và tình bạn. Cho nên, xin đừng thờ ơ với những người yêu bạn và những người bạn yêu.